Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, bản tin mới nhất của chúng tôi ngày 29 tháng 7 xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến tình hình mưa bão, thiên tai, thảm họa lũ lụt tại đất nước tỷ dân Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đang phải lao đao vật lộn với nghịch cảnh mà mẹ thiên nhiên đang giáng xuống đầu chính quyền Tập Cận Bình. Thưa quý vị, rất nhiều quý vị khán giả và các bạn đặt ra câu hỏi gửi đến ban biên tập của chúng tôi rằng tại sao thiên tai thảm họa, mưa, bão, lũ lụt liên tiếp trút xuống đất nước tỷ dân Trung Quốc mà không phải là một nước khác? Đặc biệt, tại sao trong thời gian này lại xảy ra liên miên như vậy? Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Một câu hỏi mà để giải thích nó phải dựa vào rất nhiều khía cạnh, trong đó có những yếu tố như con người và thiên nhiên. Tại sao đất nước Trung Quốc luôn là đất nước phải gánh chịu nhiều tai ương như vậy? Những thảm họa như vậy có lẽ là câu hỏi, sẽ là câu hỏi mở. Chúng tôi xin được sự trợ giúp đến từ quý vị khán giả và các bạn, những ai đang theo dõi chương trình. Thực tế, chúng tôi có thể trả lời ở bên dưới phần bình luận, để nhiều người được biết thêm và có thể giải đáp được thắc mắc của một số người gửi đến ban biên tập của chúng tôi. Còn giờ đây chúng ta cùng đến với phần tin có trong bản tin ngày 29 tháng 7. Thưa quý vị, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại thị trấn An, thành phố An Thuận, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo NFK, từ một trận mưa lớn xối xả trong nhiều ngày liên tiếp, một hiện tượng dị thường xuất hiện, đó là một vòng lũ quét với màu đen kịt trông thấy khủng khiếp đổ xuống ập đến một thị trấn Kisan. Ít nhất 140 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trận lũ bất thường này phá sạch và cuốn trôi hơn 6.000 ngôi nhà người dân trong khu vực này. Thông tin ban đầu cho biết, dòng lũ có màu đen dị thường này được cho là chảy xuống từ ngọn đồi gần khu vực cách thị trấn khoảng 2 km. Trong khi nhiều cư dân tò mò quay lại hình ảnh sau đó đăng lên mạng xã hội cho thấy, một dòng nước lũ màu đen ngầu cuốn theo một lượng đất khổng lồ. Nó đang chảy tới khu vực dân cư sinh sống, nó tàn phá nhiều nhà cửa, ô tô cùng các tài sản của người dân trong khu vực. Dòng lũ lạ thường này cũng cuốn phăng 217 hecta hoa màu của người dân. Hình ảnh trên truyền hình địa phương ghi lại cho thấy, dòng lũ đen kịt đã xóa sổ nhiều tòa nhà và khiến cho một con đường bên sườn núi bị gãy làm đôi. Hàng trăm người dân vội vàng bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Theo một quan chức trong thành phố An Thuận cho hay, thảm họa xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 28 tháng 7. Hàng loạt những căn nhà và các trụ điện tại thị trấn bị dòng lũ cuốn trôi, khiến cho nhiều hộ gia đình trong khu vực bị mất điện trong nhiều giờ đồng hồ. Đến nay, số phận khoảng 260 nạn nhân mất tích trong dòng lũ vẫn chưa được xác nhận danh tính. Các lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm các nạn nhân còn sống sót trong các đống đổ nát sau trận lụt. Được biết, tại Trung Quốc, nhiều trận sạt lở đất tại khu vực đồi núi do mưa lớn thường xuyên xảy ra tại đất nước này. Những thảm họa dòng lũ có màu đen như lần này được cho là hiếm gặp. Theo Bộ Quản lý Môi trường Trung Quốc cho hay, nguyên nhân khiến dòng nước lũ có màu đen là do trận mưa lớn nhiều ngày làm sập một mỏ than trên đồi. Sau đó, lượng than này hòa tan với dòng nước lũ, khiến cho dòng nước lũ có màu đen kỳ bí, lạ thường. Như vậy, điều đáng buồn nhất chính là người dân trong vụ sạt lở xảy ra quá bất ngờ và để lại hậu quả tổn thất về người, nhà cửa, tài sản của người dân vô cùng nặng nề. Video clip quay cảnh lũ lụt tại Quảng Tây đã được lan truyền trên Weibo. Cư dân mạng đã để lại lời nhắn trong một bình luận. Thưa quý vị, dòng lũ ào ào kèm với lượng đất ở các sườn đồi tuôn xuống như một chiếc cano, khiến cho toàn bộ các tài sản, nhà cửa của người dân bị cuốn trôi trong chớp mắt. Sau đó, những hình ảnh lạ thường của nước lũ màu đen cũng được đăng tải và trình chiếu trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy một dòng nước lũ màu đen hung dữ từ sườn đồi lao xuống, làm đổ và phá hỏng các ngôi nhà, làm trôi ô tô trên đường phố mà nó đi qua. Đoạn video cũng cho thấy một phần của cây cầu tại thị trấn đã bị đánh sập bởi cơn lũ kinh hoàng này. Theo CNB, dẫn nguồn tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, nhiều ngày trước khi thảm họa xảy ra tại khu vực này, lượng mưa cực lớn đo được là 507 mm, trong khi tại khu vực này chỉ cho phép mức nước cao nhất 350 mm, trích dẫn từ dữ liệu cơ quan khí tượng Trung Quốc. Cơ quan này cảnh báo người dân ở khu vực xung quanh tiếp tục theo dõi thông báo trong bối cảnh mưa lớn vẫn diễn ra dày đặc và những trận lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại thị trấn Tây Tú nói chung và các thị trấn lân cận trong tỉnh này nói riêng. Cho dù chính quyền địa phương đã điều động lực lượng thuộc ban hỗ trợ khẩn cấp tới ngay hiện trường, phải di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả, nhanh chóng thực hiện đảm bảo tính mạng cho người dân. Những sự cố thảm họa sẽ xảy ra không thay đổi được điều gì và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân trong những ngày tháng sắp tới.
nhất là trong mấy ngày vừa qua, khi đợt mưa tại tỉnh Quý Châu liên tục có chiều hướng gia tăng, nhất là các khu vực thị trấn có đồi núi khiến cho những phần đất thấm nước mưa nhiều ngày sẽ kéo theo tình trạng sạt lở hết sức nguy hiểm. Và lưu lượng lũ này tiếp tục đổ về các con sông, suối làm tràn bờ đê và nghiêm trọng hơn là làm vỡ đập, khiến các thảm họa này tàn phá, cướp đi cuộc sống của hàng triệu người dân tại đất nước Trung Quốc. Trong những ngày vừa qua, trong nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, quân đội Trung Quốc đã điều động một đội cứu hộ khẩn cấp đến thành phố này để tham gia cùng với lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương. Một lực lượng đặc biệt ở công ty mỏ than được triệu tập để giải quyết tới vấn đề môi trường trong khu vực thảm họa này. Thông tin báo đài của Trung Quốc quảng bá là thế, tuy nhiên thực tế điều được nghe thường đi ngược lại với những gì mà Trung Quốc nói trên truyền thông. Đây là điều khiến cho người dân thật sự phẫn nộ. Hàng năm, theo nguồn tin từ các nhà lãnh đạo cao cấp nhà nước Trung Hoa Đại lục cho hay. Kính thưa quý vị, khi vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay 29 tháng 7, một trận động đất 6,6 độ Richter ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến giáp với Đài Loan đã làm rung chuyển nhiều thành phố ở Đài Loan và Phúc Kiến. Trận động đất này đã khiến nhiều người dân Đài Loan và Trung Quốc gặp nạn. Cho đến sáng ngày 29 tháng 7, con số thiệt mạng do trận động đất gây ra vẫn không thể kiểm chứng là bao nhiêu người. Nhưng theo dự đoán của Cục Khí tượng Động đất và Sóng thần thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có khoảng hơn 3.000 người thiệt mạng và mất tích. Tuy nhiên, đó chưa phải là thảm họa mà người Đài Loan, Trung Quốc phải hứng chịu sau trận động đất lớn chưa từng có này xảy ra. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, một cơn sóng thần dữ dằn cao đến 15 mét đã từ ngoài khơi Phúc Kiến và thành phố Phúc Kiến và nhiều vùng lân cận. Cả một vùng ven biển thuộc tỉnh Phúc Kiến ngay lập tức chìm trong dòng nước xoáy với vận tốc 650 km/h, cuốn phăng tất cả nhà cửa, ruộng vườn, ngay cả những công trình hiện đại kiên cố nhất của thành phố ven biển này cũng bị đổ sập. Toàn bộ 2/3 tỉnh Phúc Kiến bị mất điện, đen tối như ngày tận thế. Cơn sóng thần hung dữ đầu tiên vào bờ chưa đầy 5 phút thì tiếp theo là những cơn sóng khác nối tiếp nhau ập vào, cuốn theo những ngôi nhà cao tầng chuẩn bị đổ sập bởi cơn sóng thần đầu tiên. Không có bất kỳ hình ảnh nào được ghi nhận lúc đó bởi không có bất kỳ phóng viên, nhà báo hay người dân nào ở khu vực đó ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng này. Tất cả đều bị chôn vùi dưới những cơn sóng bắt đầu cao 15 mét. Khoảng 25 phút sau đó, hàng trăm máy bay từ các tỉnh thành lân cận đã bay đến hiện trường. Những căn cứ quân sự của Trung Quốc có máy bay trực chiến cũng nhanh chóng bay đến tỉnh Phúc Kiến. Theo những nhân viên cấp cứu từ trên máy bay miêu tả, từ trên cao khoảng 70 mét so với mặt nước, họ chỉ nhìn thấy một màu trắng toát bởi nước biển và những tiếng gào thét kinh sợ của những con sóng tạo ra. Những con sóng này bắn lên cao, còn nước bắn tung tóe vào những nhân viên cấp cứu trên máy bay. Những chiếc đèn pha từ trên máy bay rọi xuống nước cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng và những con xoáy tròn cuốn văng mọi thứ ra ngoài biển khơi. Cho đến 4 giờ sáng ngày 29 tháng 7, những cơn sóng thần cao nhất lịch sử mới biến ra khỏi những nơi nó tàn phá, để lại một thảm cảnh tan hoang trên mặt đất. Nước biển vẫn chìm sâu ở một số nơi khoảng 2 mét. Mặt nước bao la chỉ nhìn thấy những gò đất đá đổ sập ngổn ngang và những xác người trôi nổi bập bềnh như nhiều ngày tận thế. Lúc này, một số máy bay đã cho đội bộ nhân viên cứu hộ xuống bên dưới. Cano, tàu xuồng từ các nơi được chính quyền Trung Quốc huy động lao ầm ầm, rẽ sóng chạy vào tỉnh Phúc Kiến, nhưng tất cả bất lực vì trên mặt nước không còn bất cứ ai sống sót để mà cấp cứu. 6 giờ sáng ngày 29 tháng 7, nước biển mới chính thức rút khỏi thành phố Phúc Kiến và nhiều huyện, xã, lân cận. Cục động đất sóng thần của Trung Quốc đã huy động đến mức tối đa các phương tiện cứu giúp nhân dân trong phạm vi gặp nạn. Đài truyền hình CCTV Trung Quốc phát đi thông điệp khẩn cấp cứu cho tỉnh Phúc Kiến và một số huyện thuộc tỉnh Chiết Giang và Giang Tây. Một thảm cảnh tang thương bao trùm đất nước Trung Quốc đang diễn ra vào ngày 29 tháng 7. Trong khi đó, tất cả truyền thông các tỉnh thành Trung Quốc đều đưa thông tin về cơn sóng thần đêm qua lên bản tin đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại, không thể ước tính con số thiệt hại về người và của, cũng không thể tìm thấy hết những thi thể nạn nhân. Phần lớn xác chết đã bị sóng thần kéo theo ra ngoài biển khơi. Một số lớn bị mắc kẹt trong những đống đổ nát hoang tàn. Chính quyền Trung Quốc ước tính phải sau một tháng mới có thể dọn dẹp xong hiện trường mà cơn sóng thần đã gây ra. Sóng thần là mối thảm họa đáng sợ nhất đối với nhân loại. Nó đáng sợ gấp cả trăm ngàn lần so với bom đạn của chiến tranh, bởi sự tàn phá của nó là hủy diệt con người. Không có ai sống sót khi ở vào trung tâm cơn sóng. Trong những năm trở lại đây, nhiều đất nước đã phải chịu những thảm họa sóng thần gây ra như ở Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, và nước chịu hậu quả lớn nhất chính là Trung Quốc. Những nhà nghiên cứu về động đất, sóng thần gần đây đã bó tay không thể lý giải về nguyên nhân những trận sóng thần xảy ra. Trạm nghiên cứu cảnh báo sóng thần của Trung Quốc đặt ở ngoài Biển Đông cũng vô tác dụng khi không thể đưa ra những lời cảnh báo sớm trước đó 5 phút hoặc một thời gian dài khoảng nửa tiếng. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng sóng thần ở đây xuất hiện không đi theo một quy trình nhất định và con người không thể kiểm soát.
Bởi thế, tai họa sẽ đến bất ngờ mà con người không có cách chống đỡ. Trong khoảng từ năm 2015 đến nay, sóng thần đã xảy ra ở nhiều nơi và các nhà khoa học đã tìm ra vị trí đường đi của rãnh nứt Manina, hay còn gọi là rãnh nứt của trái đất. Tuy nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết, còn khi đi vào thực tế, sóng thần lại xuất hiện bất ngờ không đi theo quỹ đạo mà các nhà khoa học cảnh báo. Người dân Trung Quốc bây giờ đã không tin vào những dự báo của các nhà khoa học, họ tin vào thuyết duy tâm. Phần lớn những tai họa xảy ra là do con người quá tàn ác, chống lại sự biến hóa tự nhiên của trời đất tái tạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trái ý trời khi cho xây dựng con đập to lớn nhất thế giới, làm chậm nhịp quay của vòng trái đất, lấy đi hàng trăm tỷ khối đất đá của con sông. Bắt nước sông phải chạy theo ý mình, đó là sự chống lại sự sắp xếp tự nhiên của ông trời. Vì vậy, những thảm họa động đất sóng thần mới xảy ra. Người Trung Quốc cũng tin rằng còn nhiều tai họa nữa sẽ xảy ra một cách bất ngờ mà con người không thể có cách chống đỡ. Tất cả đều làm sai ý của ông trời. Để chứng minh điều này, người Trung Quốc cho rằng từ xưa đến nay không có những tai họa khủng khiếp như thế. Tai họa đến bất ngờ khiến cả loài người có giác quan nhạy bén nhất cũng không kịp di chuyển lên cao. Để đủ biết rằng ông trời không thông báo trước tai họa đó đã đến gần. Rãnh nứt Manina được các nhà khoa học tìm ra từ bờ biển gần Đài Loan, chạy qua tỉnh Phúc Kiến rồi chạy đến đập Tam Hiệp ở Vũ Hán, là rãnh nứt nguy hiểm nhất. Rãnh nứt này trước đây chưa xuất hiện, nó mới được tìm thấy cách đây ít ngày và thảm họa sẽ đến từ rãnh nứt khổng lồ của trái đất này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.